Liên quan đến thảm kịch di cư ở Mỹ, mới đây cảnh sát cho biết người di cư trong vụ việc ở bang Texas dường như được rắc gia vị bích tết để ác mùi người trong quá trình vận chuyển. Một quan chức cho biết chiếc xe đầu kéo có hệ thống làm lạnh nhưng có vẻ như nó không hoạt động. Nhiều người được tìm thấy bên trong chiếc xe dường như đã bị rắc gia vị bích tết và có lẽ là một nỗ lực để che đi một cơ thể khi những kẻ buôn người vận chuyển họ. Việc sử dụng gia vị như vậy có thể nhằm khiến chó nghiệp vụ không thể phát hiện ra mùi người từ bên trong thùng container khi chiếc xe này di chuyển qua trạm kiểm soát ở khu vực biên giới. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, chiếc xe container 18 bánh chứa thi thể người di cư bị bỏ lại ở phía tây nam thành phố San Antonio. Xa một công dân, một công nhân làm việc gần hiện trường đã nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ chiếc xe và đã báo với cảnh sát. Giới chức ban đầu công bố 46 người chết, nhưng sau đó có thêm 3 người chết tại hiện trường và 2 người tử vong trong bệnh viện, nâng số ca tử vong lên đến 51 người. 16 người sống sót, trong đó có 4 trẻ em bị sốc nhiệt, kiệt sức và họ bị mất nước.